Xin chào mấy chị em với mấy anh em YouTube và với cộng đồng mạng và với nước trong nước ngoài với nước tương nước mắm và với nước mía với nước dừa rồi, là xin chào một lời chào trân trọng nhất. Rồi bữa nay mưa mát quá, bây giờ tôi xin nói một bài thơ cũng như chị em nào trồng bó trồng chê ăn miếng sầu riêng trồng mê tới già. Vậy là chú Năm sầu riêng là có sầu riêng đây đó, thì nếu gặp vụ chị em nào có trường hợp vậy thì đến ăn miếng sầu riêng. Vừa ăn sầu riêng của là tự chú Năm trồng rồi với tham quan luôn. Tham quan gì sầu riêng thôi ha. Tham quan luôn, vừa ăn sầu riêng luôn. Rồi có tham quan gì nữa không? Tham quan coi chú Năm coi có vợ được chưa mới được chứ. Cái gì mình tìm hiểu phải xuống tới nhà mới được chứ. Phải không? Rồi bây giờ là sầu riêng là chuẩn bị thu hoạch rồi ha. Chừng tháng nữa là lấy vô bỏ cọc rồi là có là vài ngày cắt à. Chừng tháng nữa là im rồi thu hoạch rồi. Chừng tháng nữa mình lấy quay mấy hậu. Rồi hiện tại giờ chú Năm vẫn còn một mình hả chú Năm? Còn mình cô đơn mà. Còn mình. Thì chú Năm cũng gửi lời đến bà con cô bác đó. Thì chú Năm tháng nữa sầu riêng thu hoạch rồi. Chúng mấy chị em với anh em lai dương nhiều nhiều đi gần chúng đi coi quay sầu riêng trái sầu riêng nè mấy chị em ơi. Này chuẩn bị đi thăm vườn sao đổi nón hả? Thăm vườn. Dạ. Yeah. Chắc thăm vườn đâu coi mưa này coi nó mát mẻ đâu rồi trái rồi nó mới là du nó có nước nó phì trái đâu mới được chứ. Sầu riêng giờ nghe nói được nhiêu ký không chú Năm? Riêng bây giờ hiện bây giờ là cũng năm mấy sáu chục đó rồi, sầu riêng tốt rồi cũng sáu chục à. Năm mấy sáu chục hả chú? Bởi vì nó đang cũng như đang đụng bình thái này với cái sầu riêng mùa nè. Nó vô mùa. Đang vô mùa hả chú? Đang vô mùa. Rồi bây giờ là như thường bây giờ chú Năm chia sẻ coi. Một cây sầu riêng vậy đó là được tổng cộng bao nhiêu trái hết ta? Cũng như thí dụ cây bự đó là từ 30 trái, 40, 35. Cũng như thí dụ trái nó thì 3 kg thì cũng như là 30 trái thì nó 90 kg. Còn mấy là cũng như thí dụ là ba mấy trái thì 100 kg vậy đó. Vậy là thì cái mấy cây này cây 100 kg phải ghê vì nó tới 6-7 năm. Vậy là nãy chú nói nhiều ký 40-50 ha? Đâu có, bây giờ hiện bây giờ người ta bán là 57-58. 57-58 ngàn ký. Mà sầu riêng mà tốt á, là tròn tốt á, là đàng hoàng cũng cỡ 60. Vậy là hiện tại giờ như là mỗi một cây là tầm khoảng 100 ký. Thì tương đương đó là 5 triệu mấy. Chứ đâu phải mà nói rồi cũng như sầu riêng nào mà cũng như mua một bằng một giá đâu có đúng. Cũng như tốt xấu nữa. Mình làm phải trái phải cho tròn cho đẹp. 100 mấy thì 100 mấy chục gốc không? Thì 100 mấy chục gốc mà mới để trên này là mới có cũng như là 10 công để có 5 công. Rồi tới tháng 8 này mới để nữa. Mình để mùa nghịch. Giận này để mùa nghịch rồi. Cái đầy đó bạc á, đầy bạc. Cái này mình trồng hơi thưa ha. Không trồng thưa chứ trồng dày bị cái này cái cố thủ mà cái nữa nó bằng cái xài hột vậy đó. Ăn trái lâu năm ha, ăn trái lâu năm rồi nó bự chừng nào trái là hung chừng đó, nhiều chừng đó. Một cây của người ta rồi dám có 300-400 kg nữa mà cây mười mấy 20 năm đổ lên đó. Cây thì, nguyên cái vườn nguyên vườn sầu riêng gì mình nên chú chăm sóc hả? Chú chăm sóc không rồi chứ ai chăm sóc, thì nó lớn rồi nó cũng dễ rồi, nó chứ mưa này là khổ tứ mà ấy xịt thuốc rồi gãy phân rồi thôi chứ có gì đâu. Này mưa mát mình quá làm bài thơ tặng cho chị em ha. Chị em nào trồng bói trồng chê đó là ăn sầu riêng vô trồng mê tới già. Buổi chiều nay đây chiều đâu còn làm chứ không, chỉ là lúc này là chỉ là đi ra rồi coi vườn rồi kia ngắm vườn thôi hả chú Năm? Ra coi rồi cái này cái kia rồi chạy đi uống cà phê rồi chơi với rồi làm đâu có làm gì nữa. Chú còn thấy hôm nay cũng mưa nè, chú Năm cũng nhẹ được cái phần là tứ vườn buổi chiều. Bây giờ cỏ không phải là gì đâu, đúng ra cỏ mình dục phân cho cỏ tốt nữa, đặng nữa mình phát xuống là nó thành ba cái phân là hữu cơ. Tốt lắm. Cái bờ nào không có cỏ là cái bờ cây sầu riêng không có tốt. Bởi vì cái đất tốt là cỏ nó mới là nó
ta để vì là ấy đó người ta để còn mịt nữa pha xuống cái bắt đầu khô nó gã ra đó trộn sầu riêng nó ăn ra nó tốt không có gì bằng bằng cỏ mình. Sầu riêng này mình bán lái thì ở đâu đi bán nhà mà hỏi ha. Này bà lái Tiền Giang xuống nó mua mày sẽ lái chạy du lịch không ông hậu không chạy xe du lịch không dù tới nhà chú nếu mà sầu riêng này cân là đem ra nhà là có xe nhỏ tải ra ngoài tải ra ngoài là xe bự nằm ngoài xe bự nằm ở ngoài rồi đó hổm gầy có lái nào vô chưa gì? Không chưa cho coi gì chừng nào coi mà mình gần bán là phải cho nó coi lái nó coi bán hết thu hoạch hết này em ha chú Nam thu hoạch hết này là ok rồi kiếm chắc cả hai bà nữa được à năm nay á, thì chú Nam im rồi tại vì năm nay ăn Tết khỏe rồi mà cũng phải về cái vườn dưới này nè là phải làm là phải quyết liệt vườn dưới này nữa tăng cường thêm ha chú tăng cường thêm năm công nữa tiếp về nước trong nước ngoài là năm mới năm cũ qua năm mới là nhiều sức khỏe làm ăn phát tài một lời chào trân trọng nhất rồi cảm ơn chú Nam chuẩn bị bước qua thêm năm mới nữa rồi rồi bước qua năm mới đang làm gì á đang bẻ đang bẻ trái cây đu đủ nè đủ Nhật nha đủ Nhật hả đủ Nhật bẻ cho làm cho mấy đứa em ăn chơi dạ bữa nay chú Nam đãi hai anh em con á là món đu đủ ha đu đủ Nhật dạ chín cây dạ ở nhà trồng nhiều không chú Nam nhà trồng bởi vì trồng sầu riêng đâu có trồng đu đủ vô nhiều trồng có 4-5 cây à thì cái này sầu riêng sao rồi thu hoạch chưa sầu riêng sắp sửa rồi nãy con thấy cái trái nhiều quá ha trái sắp sửa rồi đó chừng bởi vì mình để muộn một là để sớm hai để muộn dạ để tháng này nó lừng chừng mà năm nay sầu riêng không có giá dạ cũng năm mấy 60 thì sau một cái thời gian mà mấy anh em con không xuống á, thì đợt trước con xuống thì sầu riêng trái nó cũng chưa có bự lắm nhưng mà chuyến này á, là hai anh em xuống thấy sầu riêng trái cũng khá là to rồi đó, thì lát nữa chú Năm có thể trải nghiệm cho hai anh em con tiếp tục là rồi. Vô vườn sầu riêng của chú Năm tham quan nha rồi ok dạ rồi mời mấy chị em anh em đồ ăn đu đủ với Năm nha ơi Năm đang làm nè đó, chú Năm đang gọt đu đủ á gọt khéo lắm mà bố bán cây cây rồi gọt khéo lắm mà đu đủ vườn à đu vườn không có bỏ phân chính tay chú Năm làm luôn đó nha cả nhà trồng tự luôn gọt luôn á trồng xong rồi thời gian bây giờ nó ra trái rồi thì hôm nay đó là chú Năm tiếp tục mời mấy anh em thưởng thức đu đủ đầu mùa của chú Năm đu đủ đầu mùa này đầu mùa trái nó không bự hết chú Năm không bự nó cái sao nó mới bự dạ nhưng mình không có dục phân dạ có nghĩa là tự nhiên ha có nhiều càng nhiều ha có nhiều bởi vì cái này là cũng như mình trồng sầu riêng gần có trái hết rồi đâu có dám để dạ để cái rễ của nó ăn vô sầu riêng dạ đu đủ này trồng văn nghệ để ăn thôi bán buôn gì hả chú Nam bán buôn gì trồng ăn văn nghệ ăn chơi chơi bán buôn gì chủ lực là sầu riêng dạ lâu quá không ghé thăm chú Nam nay ghé thăm chú Nam rồi cũng như là hỏi thăm tình hình sức khỏe thứ hai nữa cũng như là có hiện tại là có cô nào bà nào gì chưa luôn hả chưa. Nói thiệt nghe cái tình thương khó lắm đâu bây giờ dạ tình thương không đủ lớn sao dám bởi vậy vô phải là tới mùa trái cây phải biết buôn bán nữa hả chú Nam phải rồi mà chú Nam không có để cho cực chú Nam cực không hả thường dữ vậy trời ơi cái đó là mình đàn ông bờ vai phải vững chắc mới được chứ đúng không làm một cái điểm dựa cho phụ nữ ha chứ sao không? Thường thường là phụ nữ là một cái cánh hoa đẹp người ta mà mình đâu có để cho người ta là nắng xương được chẳng thà người mình là mà chịu cực trước rồi vợ mai mốt của vợ nó nói mai mốt rồi anh biết lo mình sung sướng người ta cũng là cái này kia với mình cô nào đó về bên chú Năm đó chú Năm nội trợ rất là giỏi nha gọt đu đủ nhìn thèm luôn quá rồi vậy là ra ngoài mình xẻ ra không mình xẻ ở đây mình lấy cái bột ra vậy hả hai chú Năm giờ chú Năm là xài nước sạch không đó nghe cả nhà
Nước này nước cây ha. Nước cây ở ngoài đường vô tới đây á. Ờ. Nước cây không á. Chưa dặn là có liền chứ. À, chú Năm xài nước sạch đó. Nước sạch không. Dạo này thấy chú Năm mập ra chú Năm. Chú Năm ăn đầy đủ rồi. Dạ, mà nhưng mà hơi đen hơn lúc trước nha. Không bị lo làm á. Dạ. Nói chung á, cây trái mà nó đang ra trái thì phải chăm nó nhiều á, nên phải xịt thuốc nè rồi làm dữ lắm. Dạ, nên bàn tay hơi sạm nắng ha chú Năm. Bây giờ mấy chị em nào có mần sầu riêng là biết liền. Sầu riêng làm cực lắm. Sầu riêng của chú Năm hiện tại là chuẩn bị tới mùa thu hoạch rồi đó. Thì có cô nào muốn về mà chăm sóc tiếp sầu riêng chú Năm thì lên tiếng nha. Tháng sau thu hoạch hả chú Năm? Tháng sau thu rồi. Tháng sau thu hoạch ha. Tháng sau lái vô là bỏ cọc. Rồi vậy là khi nào thu hoạch đó chú Năm nhớ điện thoại cho anh em xuống chúc mừng chú Năm nha. Trước là chúc mừng, sau đó là thưởng thức trái đầu mùa coi. Không mà chuyến này chú Năm thấy là đâu mà nó yêu cầu có giá lần 70-80 là chú Năm ngon. Biết sao không? Nằm lấy cái dĩa vào vô. Rồi chuẩn bị mời cả nhà, chú Năm mời cả nhà ăn đu đủ nha, đu đủ vườn à. Đu nhật. Đu nhật à. Đây là đu vườn tại vườn của chú Năm luôn nha cả nhà. Đu ngon lắm, nó cứng nhắc à, mà nó ăn nó ngọt. Ngọt hả chú Năm? Ngọt. Thì lần này đó là hai anh em xuống đây thì chú Năm sẽ đãi là đu đủ đầu mùa. Đu đủ đầu mùa. Thì tháng sang tháng sau. Là có sầu riêng. Ăn sầu riêng đầu mùa. Sẽ mấy chị em nào muốn giao lưu với anh Năm thì tháng sau xuống. Mời anh em với cả nhà mình á ăn đu đủ ăn sầu riêng đầu mùa. Ăn sầu riêng chú Năm vừa trồng là tự tay trồng. Ồ, nhìn ngon quá, thôi xin phép kết thúc video đây, mình đi ra ngoài mình ăn đu đủ mới được. Nói chuyện chút đi mà. Nói chuyện ha. Mời mấy chị em ăn đu đủ với anh Năm nha. Hai cái nhiều dữ ta. Quá nhiều rồi. Nhóc một dĩa. Này mình ăn cả nhà mà.